Cũng trong chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết có buổi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại quận Hải Châu. Đến kiểm tra thực tế tại chợ Cồn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban quản lý kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, nhất là quy định giãn cách đối với các hộ tiểu thương. Qua tìm hiểu tình hình kinh doanh buôn bán của bà con tiểu thương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chia sẻ khó khăn của các tiểu thương, nhất là các hộ bán hàng rong tại chợ và cho biết thành phố sẽ có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho bà con. Đề nghị Ban quản lý chợ phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo việc lưu thông hàng hóa thiết yếu. Thôi bà con tiểu thương phải thông cảm, tôi thấy là địa phương phải chỉ đỡ ở chỗ này. Đăng ký, rồi phối hợp với địa phương, cấp giấy, nguyên tắc là hết sức hạn chế ra đường. Chứ không thôi là cứ ai cũng ra đường thì ai cũng có nhu cầu hết, ai cũng thấy cần thiết hết, mỗi người có việc cần thiết. Mà ai cũng ra đường thì chống dịch không nổi. Mình là đang cái thời điểm vàng, mình phải siết lại chứ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đã đến kiểm tra chốt kiểm soát tại điểm giao tuyến đường Hùng Vương, Triệu Nữ Vương, động viên lực lượng trực chốt khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị cần có phương án kiểm soát linh hoạt, vừa kiểm tra vừa tuyên truyền nhắc nhở người dân không ra đường, ai ở nhà nấy để góp phần cùng thành phố sớm ngăn chặn dịch vốn đang rất phức tạp. Kiểm tra tại khu dân cư Nam Vinh 1, phường Hải Châu 2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao ý thức phòng chống dịch của người dân, nhất là quy định giãn cách theo chỉ thị 05. Đặc biệt, tổ công tác COVID-19 cộng đồng đã phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phòng chống dịch. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Hải Châu cũng như phường Hải Châu 2 quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn, trên tinh thần rõ đến đâu làm ngay đến đó, khẩn trương hỗ trợ các thành viên tổ công tác COVID-19 cộng đồng tại các khu dân cư.